Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo được vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão đầm ấm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho hộ nghèo trên địa bàn. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thống nhất và phân bổ từ nguồn quỹ vì người nghèo tỉnh hỗ trợ chăm lo Tết. Cụ thể, hỗ trợ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 100 phần quà cho chương trình Tết Quân nhân tại huyện Đức Huệ, hỗ trợ 110 phần quà cho chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân biên giới, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thường trực tỉnh ủy, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm tặng quà hộ nghèo, hộ khó khăn nơi cư trú 170 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, tổng kinh phí cho kế hoạch là 380 triệu đồng. Đối tượng nhận quà là hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ cận nghèo.